Hello, xin chào quý anh chị và các bạn á. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ nha các bạn. Thì hôm nay mình lại cập nhật cái lô xe bên siêu thị mô tô xe máy Phương Nam, từ dòng xe tay ga, tới dòng xe tay côn, từ dòng xe rẻ tiền cho tới xe mắc tiền. Thì đồng hành giới thiệu mình trong hôm nay thì có Thắng sẽ hỗ trợ giới thiệu cho anh chị và các bạn á. Đó là anh Thắng nè mọi người. Hello cả nhà. Hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu các dòng xe của bên cửa hàng em tới anh chị em. Thì hôm nay bên cửa hàng em về cũng rất là nhiều dòng xe, thì em sẽ báo chi tiết từng chiếc một, quay cụ thể hơn cho quý anh chị em mình, ai có nhu cầu ủng hộ em nhé. Thì trước hết vào video em xin phép giới thiệu sơ qua một chút phương thức mua bán cũng như hình thức trả góp bên cửa hàng cho quý anh chị em mình nắm rõ hơn. Thì bên cửa hàng em đang hỗ trợ trả góp cùng qua 3 ngân hàng ZAC, HOM và FE. Anh chị em mình có nhu cầu mua xe cần hỗ trợ tài chính thì chuẩn bị cho em chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân tới cửa hàng nhé. Thủ tục rất chi là nhanh gọn, 15-20 phút là nhận xe, và đặc biệt không gây phiền hà gì đến quý anh chị em mình cả. Thì vào bên em bán online, ship xe xa cho anh chị em mình. Thì ví dụ như anh chị em mình ưng chiếc này đi, chụp hình sơ màn hình gửi qua cho em, em sẽ báo giá chi tiết hơn qua Zalo. Thì anh chị em mình mà thấy hợp lý, chốt được thì em sẽ hướng dẫn phương thức đặt cọc làm sao để cho nó đảm bảo an toàn, rồi anh chị em mình chốt em sẽ gửi xe đi cho anh em mình và có thu hộ luôn nhé. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu từ xe tay côn. Bên cửa hàng cũng có rất là nhiều dòng tay côn, là tay ga SH, rồi là xe phổ thông, xe tay ga nhỏ tiền. Nói chung là tất cả các dòng xe trên nên là anh chị em nào mà có nhu cầu mua xe thì cứ ghé số 5 Lý Thường Kiệt, Gia Bình Dương, thì sẽ có em sẽ hỗ trợ hết rồi nhé. Thì ở đây em sẽ giới thiệu từ trong này ra đi. Đầu tiên là em sẽ giới thiệu với cả nhà mình là cái dòng côn tay trước đi, tầm trung đó, Sachia, Sonic và Winner. Thì hiện tại ở đây có một chiếc Sachia này là đời 2019, xe này cũng mới về thôi đó. Con xe này thì bên cửa hàng em bán với cái giá là 37.900.000 đó, Sachia đang rút hồ sơ. Và con bên đây là một con Sonic. Con này 38.900.000. Con này em hỏi khá nhiều. Con này lên được khá nhiều đồ chơi. Biển số 66 đó, màu. Anh đọc nguyên số đó, em thôi có mấy bạn có hỏi về nguyên cái số. 66B1576583. 76583. Con này thì lên đồ chơi đồ này kia thì rất là nhiều, xe rất là đẹp, máy móc zin. Ok, rồi sang đến đây tiếp theo, Sonic màu đen. Con này biển số 67. Con này biển số 67. Và giá của nó là 37.900.000. Còn qua đây, con bên đây là đã được bao hồ sơ. Con này là 39.900.000. Và con này được giảm tới 2 triệu luôn, là đã có sẵn hồ sơ nha cả nhà nhé. Là còn có 37.900.000 thôi. Còn ngoài ra, bên cửa hàng còn những dòng Winner X. Thì Winner X của bên cửa hàng là có dòng CBS và ABS. Cụ thể giá như thế nào và những chiếc nào, biển số ở đâu thì em sẽ báo giá, em sẽ đọc ở đây. Anh chị em mình xem video ưng chiếc nào thì gọi điện cho em nhé. Đầu tiên là chiếc biển số 69, 28.900.000, đời 2019, phiên bản CBS. Đó. Xe thì máy móc bao zin, xe đẹp. Tiếp theo nữa là con này là con đã có sẵn hồ sơ, 32.900.000. Con này là phiên bản ABS, màu đỏ đen xám. Đó. Rồi tiếp theo, phiên bản CBS, con này 2019, giá là 28.900.000. Đó. Con này cũng mới về xong nhưng là chưa cập nhật bảng số. Đó. Biển số là 66K1, 66 nhé. Rồi tiếp theo sang đây là con này, con biển số 36, màu đỏ bạc. Giá là 30.900.000 cho phiên bản ABS. Rồi phiên bản CBS tiếp theo đây là 28.900.000, màu đỏ, biển số 36. Thì những cái xe như thế này bên cửa hàng em, quên mất chưa giới thiệu, bên cửa hàng em vẫn đang đồng giảm giá 1.900.000 cho một xe trong cái tháng này nhé. Cho nên anh chị em nào có nhu cầu thì tranh thủ đến cửa hàng nhé. Thì trả góp
28.900.000 và được giảm 1.900.000 là còn 27.000.000. Nếu anh chị em nào mà chưa có chuẩn bị được tài chính thì không cần trả trước nhé. Những xe như thế này thì anh chị em mình cứ cầm chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân tới là nhận xe thôi. Rồi tiếp theo sang đây là con này là 30.900.000 phiên bản ABS đời 2020. Con này cũng có sẵn hồ sơ rồi. Rồi sang đây nữa, 31.900.000 biển số 76 đời 2020, phiên bản ABS. ABS tiếp theo, biển số 95 giá 31.900.000 đời 2019, màu xanh xám, tem combo. Rồi tiếp theo sang đây là biển số 93 32.900.000 đời 2020. Đó, phiên bản ABS. Rồi CVS. CVS thì màu xanh, biển số 68 28.900.000, giảm đi còn có 27.000.000 thôi. Đó, rất là rẻ đúng không ạ? 27.000.000 thôi. Rồi sang đây tiếp theo sang đây nữa là 32.900.000 phiên bản 2020, biển số 75 là màu đen nhám, tem đen vàng. Đó. Phiên bản ABS. Màu xanh CBS 2020, biển số 47, giá cũng 28.900.000. Rồi ra đây con này mới tinh, mới về, biển số 66 32.900.000 đời 2022 luôn cả nhà nhé. Nó xe rất là mới luôn. Rồi ở đây trước mặt anh chị em mình là có một phiên bản V3. V3 biển số 93 Bình Phước. Con này ơ đo 3.000 cây. Nó về xe nói chung là chả có gì để mà tả cả. Xe rất là mới. Biển số 93 Bình Phước, giá là 37.900.000. Cũng có mấy anh chị em cũng hỏi, thế nhưng mà vẫn chưa thấy tới. 32.900.000. Con này thì em cũng chạy thử 37. À quên, 37.900.000, nói lộn chết. Khóa xi măng cây nhé cả nhà nhé. Đó. Rồi. Rồi qua đến bên đây là dòng ẹt 150 và Winner V1. Thôi em sẽ giới thiệu luôn bản V1 đi, xong quay ra thì mình sẽ giới thiệu một ẹt 150. V1 thì bên cửa hàng này, như con này màu đen nhám này, biển số 73, giá là chỉ có 25.900.000, xe mới về xong. Thì những dòng bên này, những dòng V1 này bên cửa hàng em vẫn có giảm giá cho anh chị em 1.900.000. Nhưng là anh chị em nào mà có nhu cầu thì nhanh tay nhé. Ví dụ như con này là biển số 68, 24.900.000, được giảm 1.900.000 đời 2017 là còn có 23.000.000 thôi. Đó. Khi anh em mua trả góp thì không cần trả trước rồi. Đó. Biển số 83 là 26.900.000 đời 2017, màu xanh. Và màu xanh tiếp theo là con này là 26.900.000, biển số 84 là còn 25.000.000. Và một cặp đây là 25.900.000 hết, một con biển số 67 và một con biển số 62. Con nào thì máy móc cũng đẹp, cũng zin êm hết nhé cả nhà nhé. Rồi sang đây là con này biển số 37, 26.900.000 và 25.900.000 cho phiên bản màu xanh đen nhám. Đó. Con này biển số ở đâu này? Biển số 68 Kiên Giang. Vậy chỉ là hết dòng Winner. Rồi còn dòng ẹt thì ẹt 155 vẫn còn và led 3 khoang. Thì ở đây ẹt 155, con này giá là 44.900.000 và được giảm 1.900.000 còn 43.000.000 đời 2020. Màu trắng đỏ đen, xe nói chung là rất là mới nhá. Và ở đây có một chiếc biển số, con này đã có hồ sơ, 32.900.000. Đó, led 2 tầng. Và sang đến đây là có một con MX King phiên bản nhập, có giò đạp luôn cả nhà nhé. Con này thì zin từ A đến Z luôn, 35.900.000, biển số ở đâu nhỉ, biển số 83 Sóc Trăng. Rồi con 2018 màu đen tem vàng, con này là 26.900.000. Thì dòng này vẫn được giảm 1.900.000 thì còn có 25.000.000 thôi cả nhà ơi. Rồi tiếp theo sang đây là 25.900.000 biển số 36, giảm giá là còn có 24. Và 25.900.000 tiếp con này biển số 37 là cũng được giảm giảm 1.900.000 luôn. 24.000.000 lên bên này. Nói chung là dòng ẹt 150 này vẫn còn rất là nhiều nhá. Anh chị em nào có nhu cầu thì đủ màu luôn. Anh chị em nào có nhu cầu thì ghé ủng hộ em nhé. Biển số 36, 25.900.000, được giảm 1.900.000 là còn 24.000.000. 25.900.000 và đã có hồ sơ rồi.
con này có hồ sơ sẵn rồi, còn cũng giảm giá luôn, là còn có 24 triệu thôi. Con này biển số 66, 24 triệu 900, giảm giá thì còn có 23 triệu. Biển số 73, 2017, màu trắng đỏ đen, 25 triệu 900, giảm 1 triệu 9, còn 24. 2017 tiếp theo 26 triệu 900, biển số 68. Con này thì có thùng lên đồ chơi, xe rất là đẹp. Và tiếp theo 25 triệu 900, con này biển số 38, Hà Tĩnh. Đó. Rồi, chuyển qua lô Vision đấy. Ừ, Vision, dòng tay ga. Thì bên cửa hàng kỳ này về cũng được khá. Alo, con này là 27 triệu 900, đời 2017. Alo à, màu trắng. Alo. Số tài khoản của em là số điện thoại của em luôn, ngân hàng quân đội MB, tên là Nguyễn Mạnh Thắng ạ. Dạ. Dạ. Dạ, dạ đúng rồi, số tài khoản là của em là số điện thoại luôn, là 092371468 hoặc tư quý 8 đó. Là số tài khoản của em. Quân dạ. Vâng, vâng. Rồi anh cứ bắn qua đây đi, ok rồi. Rồi tiếp theo đây là con này biển số 37, đời 2016, là 26 triệu 900, khóa chìa. Rồi ra đến phần bên ngoài này thì đời 2020. Đó, 2020 Vision 2020 khóa xìa mắc cây, bên cửa hàng em bán đồng giá là 33 triệu 900. Con màu đen bóng ở đây là biển số 65 Cần Thơ. Đó. Con màu trắng này biển số 60 Đồng Nai. Con màu xanh, xanh rêu là biển số 83. Và mới về con màu đỏ này xong là biển số 61. Nhưng con này chỉ có 31 triệu 900, đời nó 2019. Và sang đây là có một chiếc màu cam này là Vespa Spin. Con này đời 2018, thắng ABS, máy E-Gate, 54 triệu 900 ạ. Và một cặp lít đời 2020 này 33 triệu 900 hết luôn ạ. Khóa xì mắc cây hết rồi cả nhà nhé. Lung linh luôn. Lung linh luôn, màu xanh. Đó, nó một cặp. Rồi qua đến bên đây thì em sẽ giới thiệu với cả nhà mình là như dòng SH. Đây chắc mình đi lần này luôn. Siêu phẩm. SH thì bên cửa hàng em kỳ này còn rất là nhiều, đủ các loại luôn, đủ các loại để cho anh chị em mình lựa chọn và đủ màu luôn. Thì đầu tiên giới thiệu với cả nhà, con đây là 150 ABS đời 2022. Đó, con này là bên cửa hàng em là bán 102 triệu. Những cái dòng SH như này thì bên cửa hàng em đều bao hồ sơ hết nhé. Nên là quý anh chị em mình mà có nhu cầu mua, có nhu cầu sang tên thì bên cửa hàng sẽ rút hồ sơ cho anh chị em mình về sang tên nhé. Rồi tiếp theo con đây là con này là 125 cả nhà nhé, 125 mẫu 2021, 2022. Như con này nó rất là mới luôn. Nó xe của bên em thì nó ơ đo nó chỉ có 1-2 ngàn thôi. Đấy, con này là 2 ngàn cây, giá là 83 triệu 900, 83 triệu 900 là phiên bản 125. Tiếp theo sang đây là 150 ABS 102 triệu luôn. Đó, đó là màu đỏ. Màu trắng này là 125. Màu trắng 125, 83 triệu 900. Phiên bản CBS. Dạ. Rồi, sang đây là màu đen là 150. Con này ơ đo chỉ có 1000 cây số thôi. Nói chung là xe nó rất mới, xe mới tinh cả nhà nhá. Giá của nó là 96 triệu 900 là phiên bản 150. Đó. Rồi ở đây có một con xe mới 350i màu đen nhám. Giá là 159 triệu ạ. 159 triệu. Rồi và đây thì em sẽ giới thiệu với cả nhà mình những dòng từ 2018, 27, 28 trở xuống. Như dòng LED 2 tầng này, LED 2 tầng là 2018. Con này là 125, giá là 76 triệu 900, đời 2018 cả nhà nhé.
Rồi sang đến đây là con này biển số 61 82.900.000 là phiên bản 150, chỉ có 82.900.000 thôi, màu trắng tinh đó. Rồi nữa là biển số 61 74.900.000 đời 2018 đó. Biển số 61 nhá, con này là 125, cái này là phiên bản led 2 tầng cả nhà nhá, led 2 tầng, anh chị em mình để ý led 2 tầng. Và sang đến đây là phiên bản này là full áo Ý nhá, con này là lên áo Ý đời 2015, giá là 63.900.000 cho một em là phiên bản lên áo Ý 125. Xe nói chung là máy móc cực kỳ là êm, xe bao ngon bổ rẻ cho anh chị em mình luôn, giá chỉ ở ngoài 60 xíu thôi. Rồi sang đến đây là có một con đời 2018 150 2018 CBS là 86.900.000. Tiếp theo sang đây nữa là 125, con này đời 2014 62.000.000. Thì những con như này là như anh chị em mình thấy đó, là xe nó vẫn còn nguyên zin phiên bản đời 2014 nhá, chưa có lên áo Ý đó. Nếu anh chị em nào mà thích áo Ý thì lựa con bên đây, và con nào mà không thích áo Ý thì là nó như thế này nhé cả nhà nhé. Đó, đây là phiên bản zin, thì có màu trắng, màu đỏ, màu đen, màu gì cũng có hết. Rồi sang đến đây tiếp theo là led 2 tầng, led 2 tầng biển số 76 125 biển số 76 đời 2018, con này là 76.900.000 nhé cả nhà nhé, chỉ có 76.900.000 là anh chị em mình là có một chiếc SH như thế này. Đó. Rồi sẽ giới thiệu từ trong này ra tiếp. 125 2018 biển số 88 chỉ có 72.000.000 thôi, màu đen. Đó. Và sang đây là led 2 tầng đời 2018 tiếp, con này là biển số 60 150 ABS, giá là 86.900.000, màu xanh dương, xanh dương biển Sài Gòn, 86.900.000 luôn. Đó. Những dòng SH nên bên em vẫn đang đồng giảm giá là 2.000.000 nhé, chứ anh chị em nào có nhu cầu giờ tới mua thì cứ trừ xuống 2.000.000 là ok ạ. Rồi màu xanh nhớt biển số 61, con này 2018 83.900.000 thôi ạ, chỉ có 83.900.000 thôi. Rồi đẹp không, màu đen nhìn lung linh, cứ thích màu đen là thích. Con này là 150 đời 2015 lên áo Ý biển số 77, con này là 65.900.000 đó, lên áo đẹp như thế này ạ. Rồi ra đến phần bên ngoài này là em có một con SH Ý 125 đời 2011. 125 đời 2011. Con này thì zin từ A đến Z hết, xe nó rất là đẹp luôn. Xe ơ đo 40-50 ngàn, nhưng mà còn đồng hồ chuẩn. Chuẩn đồng hồ nhá cả nhà nhá. Những dòng này mà đi 40-50 ngàn từ 2011 đến bây giờ thì nó chả có gì gọi là hư hao cả. Giá là 106.000.000 nhá. 106.000.000. Ô chặt thế này, chặt thế này. Chặt này làm sao vào? Lách. Rồi. Tôi giới thiệu từ đây đi. Có một con SH Mod này. SH Mod đời 2022 79.900.000. Gọi là một chiếc xe mới rồi cả nhà, màu xám xi măng. Phiên bản ABS khóa xi măng cây. Mẫu mới nhất bây giờ nhé cả nhà nhé. 79.900.000. Đó. Đây. Mẫu mới là có cái đèn này. Rất là đẹp. Đúng chưa? Rồi, và đến đây, màu trắng. Màu trắng là 125. Con này là đời 2014, giá chỉ có 59.900.000 thôi cả nhà. Biển số hình như là con này đang rút hồ sơ. Rồi, tiếp theo sang đây là 72.900.000 là 125, con này cũng được úp áo Ý như thế này. Đó. Màu đỏ led 2 tầng này đời 2018 150 ABS 86.900.000 biển số 17. Rồi và đến đây là 150 2015 màu đỏ. Ui xe này rất là đẹp luôn cả nhà. Nhìn mê. Giá là 68.900.000 150. Rồi 150 tiếp theo ở bên trong này là con này màu cũng là màu đỏ mận. Đó.
phiên bản lên áo Ý này và phiên bản Việt thường này. Với anh em mình xem, anh em mình để ý nhá. Anh em nào mà thích lên áo Ý thì lựa con ngoài, và thích Việt thì để nguyên như này. Đó, có đủ hết, ok chưa? Xe rất là chuẩn luôn ạ. Giá sao anh? Giá là 68.900.000. Hơi chật nên đi hơi lách tí nhá. Rồi, xuống SH Ý. Rồi, xuống dòng SH Ý. SH Ý thì ở đây có 150. Cái này là 206/207. Thì con này biển số 70, 55.900.000 và được giảm tới 2 triệu là còn 53.900.000. Biển số 70. Những dòng xe này anh chị em muốn sang tên chuyển vùng được hết ạ. Bên cửa hàng hỗ trợ hết. Rồi tiếp theo sang đây là 55.900.000 tiếp, biển số 70. Đó. Màu cà phê. Rồi con màu đỏ này là 150 nhưng mà nó là A móc, A còng nhá. A còng úp nguyên một dàn áo của 207. Yeah. Rồi sang đến đây là dòng AB. AB thì hiện tại mấy hôm vừa rồi em cũng bán khá nhiều. Hết rồi. Hết rồi, chỉ còn có nhiều đây. Như con này là con biển số 60, 48.900.000 là 150 ABS, giảm 1.900.000 còn 47. Mà tiếp theo sang đây là con này phiên bản là 2019, giá là 33.900.000, biển số 62, màu xám. Con này là khóa Smart Key cả nhà nhé. Rồi, sang đến đây. Sang đến đây là con này biển số 84. Con này Vio mà được lên dàn áo lên khá đồ chơi. Alo. Đây cứ vào đi. Vio 150. Em vào trong đây đi. 150 lên đồ như này. Mâm này. Lên trợ lực lái này. Đó. Trợ lực lái này. Xịn sò này. Rồi nói chung là con xe nó dọn rất là đẹp, rất là hoàn chỉnh. Đó. Duy ơi, con Vio đây đâu rồi? Con này giá nhiêu? Giá con này là 46.900.000. Rồi, tiếp theo. Con này biển số 60, 46.900.000 tiếp, biển số 60 cho cả nhà nhá. Bên Vio bên cửa hàng em thì chỉ còn những cái dòng là 150, còn 125 thì đã hết rồi. Rồi, 45.900.000 tiếp theo, biển số 60, màu đen trắng. Đó, màu trắng cũng có luôn. Nói chung là Vio bên cửa hàng từ 43.000.000 cho đến 46.900.000. Biển số 60 tiếp, 46.900.000. Đó. Màu xám lông chuột và màu xám lông màu xám bạc hình. Biển số 60, 43.900.000. Đấy là phiên bản 150. 150 biển số 84, 45.900.000. Rồi. Thế còn ngoài ra bên trong, phía bên trong kia còn một số xe tay ga nho nhỏ. Thì vào đây thì em sẽ giới thiệu với anh chị em mình luôn. Novo 6 này, Novo 5 này, Liberty Vespa này. Đây, Novo 6 đây ạ. Chả biết nó nổ chưa. Con này giảm giá xuống chỉ còn có 13.500.000 thôi. 13.500.000, biển số 36, Novo 6. AB 21.900.000 đời 2015, máy móc thì bao êm. Vespa 15.500.000, phun xăng điện tử rồi, đời 2015. Liberty 13.900.000 được giảm 2 triệu là còn 11.900.000, con này biển số 37. 12.900.000 được giảm 2 triệu còn 10.900.000, con này biển số 79. Rồi, sang đây là một con Lit 23.900.000 được giảm 1.900.000 là còn 22.000.000. Và Novo 5 bên cửa hàng em bán đồng giá là 11.900.000. Biển số 48 này, biển số 61 và biển số 67. Đó. Thì anh chị em nào mà có nhu cầu thì tới ủng hộ em nhé. Nếu cần hỗ trợ trả góp chỉ cần cầm chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân tới cửa hàng, hồ sơ cũng rất là nhanh gọn thôi, không cần trả trước, nên là anh em mình cứ yên tâm trong những dòng xe phân khúc ở dưới 40 triệu. Thì ai chưa có phương tiện đi lại cần hỗ trợ thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại, em sẽ tư vấn cho anh chị em mình. Nhiều khi anh chị em mình nhắn tin qua Zalo em trả lời không kịp thì anh cũng mong anh chị em mình thông cảm, gọi cho em luôn cũng được, bởi vì Zalo của em thì không có chặn ai hết.
đó, gửi hình hoặc là gọi điện gì đó đều là ok hết nhé. Thôi cái video này em xin phép dừng ở đây. Xin chào toàn thể anh chị em mình nhé.